Ngoài việc có chút vị mặn từ biển thổi vào, luôn qua ngọn núi phụ cận yên tĩnh không tiếng động nào. Điều này làm cho mấy người trên núi càng khoan khoái, lớn mật nhắm mắt tiến vào trạng thái nhập định. Thời gian qua quá nhanh. Một lúc lâu sau, mấy người đã hồi phục hơn phân nửa pháp lực, sắc mặt thoạt nhìn cũng đỡ hơn rất nhiều. Trung niên tu sĩ mở hai mắt ra, nhìn mấy tên nam nữ một chút rồi không chần chờ nói: "Đi thôi, không thể tiếp tục chần chờ nữa, những thứ kia phỏng chừng cũng nhanh chóng đuổi tới rồi đó." Nói xong hắn dẫn đầu đứng lên. Trong lòng nam nữ tu sĩ luyện khí kỳ này cũng không muốn, tuy nhiên không dám chần chờ tiếp tục ngồi ở đây nữa, họ lấy pháp khí ra, bộ dáng như muốn cùng bay lên. Nhưng đúng lúc này, bầu trời phía trên đảo nhỏ đột nhiên nổi lên những âm thanh lớn, tiếp theo phần lớn sương mù màu trắng sữa bỗng quay cuồng. "Không hay!" Sắc mặt trung niên nhân tu sĩ nhất thời đại biến, nam nữ tu sĩ khác lại càng kinh sợ hơn, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Trong bầu trời đầy sương mù, bất chợt bay ra mười mấy quái điểu màu lam thật lớn. Mấy quái điểu này hình thể dài khoảng một trượng, trên đầu có màu đỏ, mỏ nhọn móng sắc, cả người phát tán ra thanh quang nhàn nhạt, bộ dáng cực kỳ hung ác xấu xí. Chúng nó vừa xuất hiện cũng không lập tức đánh về phía hòn đảo nhỏ phía dưới, mà là bay nhanh lên trên không rồi bay tản ra tứ phía xung quanh, nhanh chóng ngăn chặn đường thoát thân của các tu sĩ. Xem bộ dáng này thì có vẻ cực kỳ am hiểu cách phối hợp. Trung niên tu sĩ nhìn thấy như vậy, trái tim lại càng trầm xuống. "Chạy, nhanh đến mảng rừng cây kia, chờ có cơ hội thì tự mà chạy trốn." Hắn chắc chắn cũng có chút kinh nghiệm đối phó với yêu thú giống chim như thế này, cho nên lập tức bắt những người khác cấp tốc chạy về phía rừng cây bên cạnh. Các nam nữ tu sĩ như gà con lạc mẹ cũng không có ý kiến gì khác, đồng loạt phóng về phía đó. Quái điểu thiên sơn này cũng phát ra một tiếng hú, âm thanh điếc tai, lấy mấy người này làm trung tâm, đồng loạt quy tụ lại. Thần sắc của mấy tên nam nữ phía dưới lại càng sợ hãi, tốc độ chạy trốn cũng càng nhanh hơn. Trong chớp mắt đã tới bầu trời phía trên rừng cây, đột nhiên lao thẳng xuống phía dưới. Thế nhưng lúc này một màn ngoài ý muốn lại xuất hiện. Năm người mới vừa bay đến gần rừng cây khoảng 3 trượng thì đột nhiên một mảng xanh biếc sáng mờ nhấp nhoáng nổi lên, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Sau một trận đầu ván mắt loa, mấy người đột nhiên phát hiện ra cảnh vật trước mắt đã đại biến. Vốn rừng cây không thấy nữa, mà trước mắt đã là một khu núi non cực kỳ xa lạ, hơn nữa linh khí nồng đậm kinh người đập vào mắt của bọn họ. "Đây là ảo trận!" Nữ nhân mặc cẩm y màu lam cũng là nữ tu sĩ dễ nhìn nhất trong ba nữ nhân kinh ngạc hô lên. "Chẳng lẽ nơi này còn có động đảo khác ở đây sao?" Thanh niên tráng kiện thì cực kỳ vui mừng lẫn sợ hãi nói. "Có thể, bất kể nói như thế nào, đây cũng là một cơ hội giữ mạng của chúng ta. Hy vọng ảo trận này có thể che mắt được ưng viên thú." Người trung niên cũng cảm thấy ngoài ý muốn, thấp giọng thì thào nói. Nghe lời này, ánh mắt những người khác không khỏi đều nhìn về hướng bầu trời của ảo trận. Lúc này, lũ ác điểu đang bay vòng vòng tại không trung bỗng nhiên mất đi mục tiêu, cho nên cũng náo động hết cả. Nhưng dù kêu thét điên cuồng như vậy, chúng vẫn không thay đổi phương hướng, chậm rãi hạ xuống phía dưới. "Không được rồi, xem bộ dáng của ưng viên thú dường như chúng không bị ảo giác này ảnh hưởng, chắc chắn sẽ nhanh chóng đánh xuống phía dưới này thôi. Nơi này có khí tức của cấm chế, nó không chừng thực sự của đạo hữu khác ở nơi nào đó." Trung niên tu sĩ nghiêm mặt nói, đụng quang chợt lóe liền nhanh chóng bay về phía trước. Mấy người còn lại liếc mắt về phía sau một cái rồi cũng nhanh chóng bay đi. Nhưng mấy người này vừa mới bay được một khoảng ngắn thì đã có một tầng bạch sắc quang mang xuất hiện ngăn trở giữa đường. Nhìn thấy cảnh này, trung niên tu sĩ lại không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng. Hắn lập tức lật tay, một truyền âm phù đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiếp theo miệng nói lẩm bẩm rồi vươn tay, miếng phù này đã hóa thành một đạo hỏa quang, trong nháy mắt đã mất dạng phía sau màn ánh sáng. Những người khác thì kinh hoàng nhìn màn sáng này, không dám mở miệng nói một câu nào. Một lát sau, mười mấy con quái điểu rốt cuộc tiến vào ảo trận, phát hiện ra mục tiêu, chúng không chút khách khí, từ bốn phương tám hướng tấn công tới mấy người này một cách điên cuồng. Dưới hai cánh vẫy động, mơ hồ còn phát ra thanh quang chói mắt. Sắc mặt tu sĩ trung niên nhân trầm xuống, hắn liếc mắt một cái về phía màn ánh sáng, cắn răng thấp giọng phân phó vài câu. Vẻ mặt những người khác đều khó coi, thế nhưng đều nâng tay phóng ra các loại quang mang, xuất hiện các loại pháp khí của mình chuẩn bị cho trận đấu. Mắt thấy lũ ưng diên thú bay đến phía trên đầu của mấy người, đang sắp nhanh chóng hạ xuống xé xác bọn họ thì chuyện lạ đã phát sinh. Từ trong màn ánh sáng bạc kia đột nhiên vùng vụt phóng ra hơn 100 cột ánh sáng, mặc dù chỉ bằng ngón tay nhưng lại sắc bén vô cùng, chỉ chốc lát đã đánh tới lũ ưng diên thú đang phóng tới, khiến cho tất cả bọn chúng đều bị xuyên thủng thành vô số lỗ rỗng. Nhất thời âm thanh phù phù liên tiếp vang lên. Những yêu thú này thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, mất mạng ngay tức khắc, thân thể nhanh chóng rơi xuống mặt đất. "Đây là..." Kể cả trung niên nhân và những tu sĩ khác nhất thời đều mừng rỡ như điên, không khỏi quay đầu lại nhìn về phía màn sáng. Kết quả là đầu tiên bọn họ bị hù dọa cho giật nảy mình, sau đó ngẩn ngơ. Chỉ thấy phía trong màn ánh sáng xuất hiện 10 cự viên thân hình cao lớn. Nhìn thấy như vậy, mấy người này còn tưởng rằng đấy chỉ là yêu thú hiện thân, tự nhiên trong lòng rét lạnh. nhưng sau đó bọn họ lại cảm giác được sự bất thường. Tiếp tục cẩn thận xem xét một lần nữa mới phát hiện đám cự viên này có tóc đen phát sáng, đúng là một cơ quan khôi lỗi mà thôi. Mà đám cự viên khôi lỗi này đều có hình dạng hai tay hướng phía trước, hiển nhiên cột sáng vừa rồi hẳn là từ trong tay bọn chúng phát ra. Lúc đó mọi người mới thật sự mừng rỡ. Sau đó đám cự viên này vô thanh vô tức buông tay xuống, tiếp theo bỗng nhoáng lên, mấy bóng khôi lỗi liền biến mất chẳng thấy đâu nữa. Bọn họ thật sự nghi hoặc không thôi. Màn sáng trước mắt này nháy nháy vài cái rồi tự động hé ra một lối đi rộng khoảng 1 trượng. Nhìn thấy cảnh này, bọn họ lại càng hai mắt nhìn nhau. Tại hạ hiện tại đang bế quan, không tiện đứng dậy đón chào, mấy vị đạo hữu có thể tiến vào. Cái lối nhỏ này chỉ tồn tại trong chốc lát rồi sau đó sẽ tự đóng lại đó. Một thanh âm nam nhân không chút vội vàng từ bên trong truyền ra. Nhưng thấy lời nói đó, hiển nhiên chủ nhân của trận pháp dường như không có ý định gặp mặt bọn họ. Đa tạ cứu mạng của tiền bối, đứa đám yêu điểu đó đã bị diệt rồi, bọn ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây một chút, cũng không dám quấy rầy việc tu luyện của tiền bối nữa. Trung niên tu sĩ mặc dù cảm giác như được đối phương không có ác ý, nhưng sao dám tiến vào trận pháp của người ta khi không biết đối phương như thế nào. Vì thế không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm khiến đối phương không hài lòng, nói vài câu khó nghe một chút. Xem bộ dáng rất cẩn thận đó. Nhưng nếu là như vậy, các người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bị một đám yêu thú cấp 2 này đuổi giết như vậy? Nam tử phát ra một trận cười, bộ dáng không thèm để ý chút nào, nhưng phía sau lời nói tựa hồ lại mang theo một chút ý tứ tò mò. Sắc mặt trung niên tu sĩ lúc này mới buông lỏng một chút, vội vàng cung kính trả lời. Ta là đệ tử của Thanh Linh Môn, bởi vì lần này ra biển hái chút linh dược, kết quả thực sự không thể nghĩ tới là bị đám ưng viên thú nó chú ý, cuối cùng dọc theo đường đi bị chúng nó đuổi giết như vậy. Nếu không phải có tiền bối ra tay cứu giúp thì thật sự là đám giảng bối đã lành ít dữ nhiều rồi. Sau khi lời cảm tạ của trung niên nhân ra khỏi miệng, nam tử cũng không tỏ vẻ gì, chỉ là nhẹ một tiếng rồi sau đó cũng yên lặng không tiếng động. Điều này khiến cho tu sĩ cảm thấy có chút bất an hơn. Cho dù tâm tình trung niên tu sĩ bất an, thế nhưng cũng không dám vì vậy mà rời khỏi nơi đây. Nhân tiện hắn cũng nhắc nhở mọi người bình tĩnh lại một chút. Thanh Linh Môn của các người lúc đi có mấy người, vì sao không có sự dẫn dắt của sư môn trưởng bối? Chẳng lẽ không biết là chỉ bằng tu vi của các ngươi mà đi ra biển thì thuần túy chỉ là tìm đường chết mà thôi. Cho dù không có tu sĩ kết đan kỳ thì ít nhất cũng phải có mấy tên trúc cơ kỳ chứ. Như vậy cũng không tới mức bị yêu thú cấp 2 đuổi giết như vậy. Trầm mặc trong chốc lát, bên trong trận pháp lại truyền đến âm thanh lạnh lùng của nam nhân. Sau khi nam nhân nói, đầu tiên là trung niên tu sĩ ngẩn ra, nhưng chần chừ trong chốc lát rồi hắn lại lộ ra nụ cười khổ. Tiền bối, Thanh Linh Môn chúng ta chỉ là một môn phái nhỏ thôi. Trước kia mặc dù cũng có một vị trưởng lão kết đan kỳ, nhưng hơn 20 năm trước đã mất mạng trong thú triều rồi. Trong môn hiện giờ ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không có được mấy người. Trung niên tu sĩ có chút chần chờ rồi nói. Nói ra lời này, trung niên nhân cũng lo lắng liệu có phải đối phương muốn dò xét chi tiết của môn phái bọn họ, sau đó sẽ không có ý tốt gì với họ. Nhưng sau đó lại nghĩ đến tu vi kinh người của người này. Nếu muốn ra tay tiêu diệt bọn họ, chỉ cần xuất động đám khôi lỗi này, thực sự căn bản không cần cố sức làm ơn như vậy. Mà nếu dùng lời lấp liếm che che đậy đậy khiến cho hắn bị chọc tức thì đây mới là tự tìm đường chết. Vì thế trung niên nhân mới đè nén tâm tình, mạo hiểm nói ra thực tình của môn phái. Hắn cũng không tin môn phái tan nát của mình còn có đồ vật gì khiến cho người ta nhòm ngó. Thú triều, việc này phát sinh từ năm nào, có liên quan tới yêu thú sao? Trong thanh âm nam tử đã có chút hỗn loạn, mang theo vẻ kinh ngạc. Nhưng nghe lời hỏi này, tâm lý trung niên nhân tu sĩ lại càng cả kinh. Những nam tử trẻ tuổi kia lại càng hiện ra thần sắc ngạc nhiên. Tiền bối không biết thú triều, xem ra tiền bối ở đây tìm tu rất nhiều năm tháng rồi, căn bản cũng không biết tình hình ở bên ngoài. Trung niên tu sĩ thở dài, sau đó khẽ thì thào nói. Nghe khẩu khí của ngươi hình như bên ngoài không tốt cho lắm thì phải. Nam tử có chút hứng thú, mặc dù thanh âm vẫn rất lãnh đạm nhưng trong lời nói lại mang theo một tia tò mò. Thế nhưng tu sĩ trung niên lại không có nói gì. Tình huống bên ngoài chẳng lẽ dùng từ không tốt là có thể hình dung sao? Xem ra đối phương thực sự là một lão quái vật bế quan chẳng biết đã bao lâu rồi. Nếu không như thế nào cái đại sự phát sinh 20 năm trước cũng không biết. Chỉ là như vậy thì hắn cũng yên tâm hơn. Lấy tu vi thân phận của đối phương thì với mấy tiểu bối bọn họ sẽ chẳng thèm ra tay. Trên người bọn họ có thể có cái gì khiến cho đối phương coi trọng chứ? Nghĩ tới đây, thân sắc trung niên sĩ càng cung kính hơn vài phần trả lời. Tiền bối à, thú triều là chuyện của hơn 20 năm trước rồi. Lúc ấy giảng bối vẫn là tu sĩ luyện khí kỳ. Mặc dù chưa tận mắt nhìn thấy nhưng lại nghe trưởng bối trong môn phái có nói qua một chút á. Nghe nói lúc ấy trong thâm uyên hải vực có hơn vạn con yêu thú một ngày đã không chút dấu hiệu mà điên cuồng tiến ra. Sau đó một hơi lao thẳng tới kỳ uyên đảo, bao vây hắc thạch thành lại rồi không ngừng điên cuồng tấn công. Mặc dù trên đảo có đại trận phòng hộ, còn có mấy ngàn tu sĩ cùng một số tiền bối nguyên anh kỳ tọa trấn nữa, nhưng sau đó vẫn bị yêu thú công phá. ngoài một số tu sĩ có thể thừa dịp loạn lạc bỏ chạy thoát khỏi một kiếp nạn ra, còn lại mọi người dù là phàm nhân hay là tu sĩ đều chết tại đó hết. Trung niên tu sĩ nói, trên mặt hiện ra vẻ buồn bã. Có chuyện như vậy sao? Sau đó như thế nào? Yêu thú có lụi về Thâm Uyên không? Thanh âm nam tử lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng sau đó lại nhanh chóng khôi phục giọng điệu lạnh lùng như trước. Nếu lui về Thâm Uyên thì đã tốt rồi. Sau khi yêu thú biến Hắc Thạch Thành quá thành một đống đổ nát lại bắt đầu chia ra, dưới sự thống lĩnh của một số yêu thú cao cấp bắt đầu càn quét những thôn trấn khác nữa. Mặc dù trước đó phần lớn đã biết tin, người dân ở các thôn trấn này đã sớm bỏ nhà cửa ẩn nấp xung quanh rồi, nhưng cũng vẫn có không ít phàm nhân và tu sĩ bị hạ độc thủ. Kết quả không đến nửa năm, tất cả hải vực xung quanh Uyên đảo đều không còn bất kỳ thôn trấn nào mà con người tồn tại được hết, tất cả đều bị hủy diệt sạch sẽ. Chỉ là như thế còn chưa hết đâu. Bầy yêu thú này mặc dù phần lớn quay về Thâm Uyên, nhưng lại có một ít yêu thú trí tuệ cao bắt đầu truy tìm những người ẩn nấp nữa, toàn bộ bị chúng ăn hết. Nghe nói không bao lâu, con người xung quanh hải vực gần đó không còn nữa, tu sĩ lại tổn thất quá nữa. May mắn còn sống chỉ có thể rời xa hải vực xung quanh Kỳ Uyên đảo, tìm một nơi hẻo lánh nào đó mà giữ mạng thôi. Trốn đông trốn tây, hôm nay Kỳ Uyên đảo trở thành nơi tụ tập các yêu thú cấp cao, chỉ cần biết tin tức nhân loại nào thì chúng lập tức sẽ tiêu diệt những tu sĩ đó. Thần sắc trung niên bắt đầu trở nên bi thống, mà lúc này thanh âm của nam tử thần bí cũng một hồi lâu không truyền đến, có vẻ như cũng bị tin tức này gây cho khiếp sợ không nhẹ, dường như đang cố gắng tiêu hóa tin tức này. Thật là buồn cười, nói như vậy tại ngoại tinh hải hiện tại thì tu sĩ chúng ta ngược lại giống như yêu thú lúc trước, thành gia diễn bị săn giết rồi. Nam tử cười lạnh một tiếng, rốt cuộc lại mở miệng, chỉ là trong lời nói chứa ý tứ chăm chọc làm cho đám tu sĩ ngạc nhiên. Có điều hình như nam tử cũng không muốn nói gì thêm, tiếp theo lại hỏi thêm vấn đề. Kỳ Uyên đảo có vài lão quái vật nguyên anh kỳ tọa trấn mà, bọn họ không có khả năng cũng tiêu đời bởi cái lũ yêu thú này được, vì sao bây giờ không chủ trì đại cục đi? Còn nữa, Kỳ Uyên đảo đã xảy ra biến động lớn như vậy, chẳng lẽ nội tinh hải không có phản ứng gì hay sao? Chẳng lẽ họ không phái viện binh tới? Hay là nơi này đã hoàn toàn bị đám gia hỏa nội tinh hải dứt bỏ rồi? Mấy vấn đề này, cái nào cũng sắc bén, mỗi cái đều như châm điểm đúng huyệt vậy. Cho dù trung niên tu sĩ biết nhưng lại không có cách trả lời. Vì vậy sau một hồi tranh đấu tư tưởng, hắn mới cẩn thận trả lời. Nghe nói thú triệu năm đó có hai vị tiền bối nguyên anh kỳ qua đời, nhưng đại bộ phận các lão tiền bối vẫn là trốn ra được. Mặc dù từ đó về sau không có tin tức về các vị tiền bối này nữa, nhưng theo một số lời đồn thì các tiền bối này đang chuẩn bị một kế hoạch quay lại chiếm Kỳ Uyên đảo với quy mô lớn đó. Chỉ là nội dung cụ thể thì chẳng bối không thể nào biết được đâu. Mà về phương diện nội tinh hải, từ ngày phát sinh ra thú triều lại hoàn toàn bị cắt đứt tin tức luôn. Cũng không biết ai biết tình hình cụ thể ở bên kia như thế nào nữa. Về phần diện binh lại càng không thấy. Có lẽ đúng như lời tiền bối nói rồi, nơi này đã bị nội tinh hải bên kia từ bỏ rồi. Sau khi nói xong câu cuối cùng, sắc mặt của trung niên tu sĩ lộ ra vẻ âm trầm. Xem ra đối với sự mặc kệ không hỏi của nội tinh hải, những tu sĩ kinh nghiệm may mắn tồn tại qua thú triều bất tri bất giác đều có ý oán hận. Mà nam tử lại trầm lặng một chút, một lát sau mới lo lắng hỏi. Đã biết là nguy hiểm như vậy, sao tiểu bối các ngươi không ở nhà ẩn nấp cho kỹ đi, lại mạo muội chạy đến đây làm gì, chẳng lẽ muốn tự sát hay sao? Nghe lời nam tử này, trung niên tu sĩ lộ ra ánh mắt sầu khổ, nhưng chưa chờ hắn mở miệng giải thích. Một thiếu nữ áo vàng nãy giờ vẫn thành thật đứng ở phía sau trung niên thần sắc bất định, đột nhiên bước lên một bước. Tiền bối, gia phụ bởi vì tu luyện công pháp không cẩn thận, làm cho chân nguyên nghịch chuyển, kinh mạch bị loạn, hôm nay tê liệt không dậy nổi. Tiền bối thần thông rộng lớn, nhất định có biện pháp để cứu gia phụ. Nếu tiền bối có thể cứu giúp gia phụ, giảng bối tình nguyện làm trâu làm ngựa để báo lại ân của tiền bối. Cô gái cười, mà trên mặt đầy vẻ cầu khẩn khổ đau. Một đôi mắt to, hắc bạch rõ ràng đã long lanh nước mắt, bộ dáng rưng rưng muốn khóc. Vài tên nam nữ khác nghe nói thế đều là thất kinh, không khỏi hai mắt nhìn nhau. Chỉ có vị trung niên tu sĩ nghe thấy được, ngược lại trong lòng vừa rung động nhưng ngoài miệng cũng không khỏi khiển trách. Hạnh Nhi à, ngươi đang nói hồ đồ gì vậy? Sư huynh đã sớm liệt giường nhiều năm rồi, căn bản không ai có thể chữa trị đâu. Lần này ra ngoài là để tìm một ít linh dược để trở về, cũng chỉ là để giảm bớt sự thống khổ trên người của sư huynh mà thôi. Tiền bối chỉ là pháp lực thông huyền, nhưng cũng không có cách nào chữa trị đâu. Trung niên tu sĩ mặc dù nói không có chút lưu tình nào, nhưng trên mặt lại mơ hồ mang theo một tia thần sắc khác thường. Chân nguyên nghịch chuyển, kinh mạch thác loạn hả? Xem ra cái tên gia hỏa này vọng tưởng hư danh, khẳng định tu vi không đủ nhưng lại muốn mạnh mẽ tìm tu để nâng cao một tầng công pháp nên mới có bệnh trạng này. Nam tử cười lạnh một tiếng, sau đó lười biếng nói. Vị cao nhân này chưa tận mắt nhìn thấy nhưng chỉ thuận miệng mà chuẩn xác phán đoán ra ngọn nguồn của bệnh trạng. Điều này khiến trung niên tu sĩ hiện ra vẻ mặt vui mừng. Tiền bối thật sự là ánh mắt như đuốc, tệ sư huynh thật sự là bởi vì nóng lòng tu luyện mới đưa đến cái kiếp nạn này. Không biết tiền bối có bí pháp gì để cứu chữa hay không vậy? Trung niên tu sĩ đầu tiên là khen tặng đối phương một câu, sau đó mới cực kỳ quan tâm hỏi, xem ra hắn cùng vị sư huynh này tựa hồ có quan hệ không tệ chút nào. Cái bệnh ấy tự nhiên không tính là cái gì, nhưng vì sao ta phải nói cho các người biết chứ? Chẳng là các người tưởng rằng ta sẽ vô duyên vô cớ mà ra tay cứu giúp hay sao? Nam tử dường như nhìn ra tâm tư của đối phương, không chút khách khí châm chọc nói. Vừa nghe lời này, trung niên tu sĩ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo trên mặt chỗ đỏ chỗ trắng, môi giật giật nhưng lại không phát ra từ nào khỏi miệng. Thiếu nữ áo vàng nghe thấy một tia hy vọng, trên gương mặt nàng hiện lên một tầng đỏ ửng, cắn răng một cái, sau đó rạp một tiếng, quỳ rạp xuống trước tầng ánh sáng. Sau đó cô gái mềm mại này với vẻ mặt dứt khoát nói: "Giảng bối công tôn hạnh thề, chỉ cần tiền bối có thể chữa trị tốt cho gia phụ, tiểu nữ nguyện ý trở thành nô tỳ cho tiền bối, tuyệt đối không hài lòng. Nếu tiền bối vẫn còn lo lắng, vậy thì giảng bối có thể tùy ý tiền bối, người có thể hạ cấm chế, sau đó mới đi cứu trị cho gia phụ." Nói xong những lời này, cô gái cúi đầu hướng về phía màn sáng, vái ba cái, sau đó thẳng tắp quỳ ở đó không nhúc nhích, nét mặt vô cùng quả quyết. Đừng xem thiếu nữ áo vàng tuổi nhỏ, nhưng lại có tính cách thật sự cứng cỏi. Nha đầu ngốc này, ngươi đang làm cái chuyện ngu xuẩn gì vậy hả? Tiền bối có thân phận ra sao, như thế nào lại có thể coi trọng một cái nha đầu xấu xí như ngươi được? Trung niên tu sĩ thấy tình cảnh này không khỏi kinh sợ nói. Mấy nam nữ kia chợt tỉnh ngộ, cũng đều lại đây dùng lời lẽ khuyên ngăn, nhưng thiếu nữ áo vàng không thèm để ý, vẫn quỳ như trước, bộ dáng nếu đối phương không đáp ứng thì tuyệt sẽ không chịu đứng lên. Sư thúc, các người đừng nói nữa, ta trời sinh chính là người không bình thường, mẫu thân khó khăn mới sinh ra ta. Gia phụ lại bởi vì muốn dịch kinh tẩy tủy cho ta mà mạnh mẽ tu luyện tầng thứ 6 của Thanh Linh Huyền Công, vì thế mới rơi vào cảnh của ngày hôm nay, cả ngày nằm ở trên giường. Hôm nay chính là lúc ta phải báo hiếu, thực sự nếu có thể trị hết bệnh cho gia phụ, ta nguyện ý hầu hạ cho vị tiền bối này, tuyệt đối không nói một câu oán hận. Sắc mặt cô gái tái nhợt lắc đầu, thanh âm bình tĩnh nói. Nhà đầu, chẳng lẽ người đang ép ta sao? Ta nếu không ra tay thì chẳng lẽ người sẽ vĩnh viễn quỳ ở đây sao? Nam tử cười lạnh một tiếng, thanh âm bỗng phát lạnh. Không dám, giảng bối tuyệt không có bất cứ ý ép buộc nào hết, tiền bối mới vừa rồi ra tay cứu ta một mạng. Công tôn hạnh ta đã cảm kích vô cùng, nhưng gia phụ nằm trên giường không dậy nổi, cũng đã tìm nhiều đồng đạo tiền bối đến cứu chữa nhưng lại không có người nào có thành công. Hôm nay hạnh nhi nghe thấy khẩu khí của tiền bối dường như cứu chữa bệnh này chỉ là công phu nhất tay, cho nên giảng bối mới khổ khổ mà cầu xin như vậy, giảng bối không có ý khác, chỉ hy vọng tiền bối có thể thành toàn một phen hiếu tâm của giảng bối. Nói xong những lời này, thiếu nữ đã gần khóc, nghẹn ngào lại cúi người xuống đập đầu một cái. Bên kia màn sáng vẫn yên tĩnh không chút tiếng động. Vù một tiếng, một cự viên xuất hiện bên kia màn sáng, tiếp theo đi vài bước tới trước mặt của thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất mới dừng bước lại. Đám người trung niên tu sĩ đều khẽ biến, mang theo một tia lo lắng nhìn chằm chằm con khôi lỗi này. Thiếu nữ áo vàng thì mở to đôi mắt ửng đỏ, chứa vẻ mờ mịt nhìn về phía cự viên. Ta không quản người giả dối hay là đáng thương, nhưng ta cũng không làm chuyện mà không có lợi cho mình. Ta xem ngươi vẫn là xử nữ, vừa lúc tại hạ cũng tu luyện đến bình cảnh, có lẽ mượn lực song tu lại có thể đột phá. Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ cho ngươi 3 viên chí nguyên đan trong cái tiểu bình này. Cái đó cũng đủ để cứu chữa bệnh tình của phụ thân ngươi, nhưng chỉ là cho đám đồng môn của ngươi đem về thôi, còn ngươi phải tiến vào trong trận pháp. Tại hạ vẫn bình thường không ép buộc người khác, cũng không lấy lớn khinh nhỏ, nếu không muốn hiện tại các ngươi có thể rời đi, coi như chưa từng gặp mặt ta. Lời nói lạnh như băng của nam tử truyền đến, thật sự có chút không tình cảm nào. Mà lúc này bàn tay của cự viên khôi lỗi xòe ra, lộ ra một chiếc bình ngọc nhỏ màu trắng đưa đến trước mặt thiếu nữ đang quỳ kia. Thiếu nữ vừa nghe nói như thế không khỏi giật mình. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết hàm nghĩa của song tu cùng lâu đỉnh là gì. Khuôn mặt xinh xắn vốn đang tái nhợt không khỏi hiện ra màu đỏ ửng đến mê người, thế nhưng nàng không hề chần chừ mà lập tức đáp ứng. Được, chỉ cần có thể làm cho gia phụ ta khôi phục lại như lúc ban đầu, giảng bối tự nguyện làm lâu đỉnh cho tiền bối. Nói xong lời này, thiếu nữ đưa tay cầm lấy bình ngọc, sau đó chậm rãi đứng lên. Hạnh Nhi, sao ngươi có thể làm như vậy? Ta trở về thì biết nói thế nào với đại sư huynh đây? Trung niên tu sĩ vừa nghe thiếu nữ nói như thế như bị dọa giật mình, vội vàng lớn tiếng quát thiếu nữ dừng lại. 4 nam tử khác khi nghe thấy cũng biến sắc, đều lên tiếng khuyên ngăn. Sư thúc, ngươi xem thử như đang dự trong bình này liệu có hữu dụng với gia phụ hay không? Thiếu nữ không đáp ứng khuyên nhủ của trung niên mà lại ném bình ngọc cho đối phương, thần sắc bình tĩnh dò hỏi. Ngươi... Ai... Trung niên tu sĩ tiếp nhận bình ngọc, nhìn khuôn mặt xinh xắn không chút thay đổi của thiếu nữ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Biết khó có thể khiến cho đối phương thay đổi, chỉ có thể với sắc mặt âm trầm mà mở cái bình ngọc lấy ra một viên đan dược màu lam. Một mùi thơm đặc biệt nhất thời tràn ngập ra, tất cả người thấy mùi thơm ngát này đều khiến cho tinh thần họ rung động, cảm thấy thể xác và tinh thần đều cực kỳ sảng khoái. Đây là đan dược được luyện chế từ yêu đan. Trung niên nhân ngửi thấy mùi thơm mát nọ cũng kinh nghi. Tiếp tục đưa đan dược đến gần mũi ngửi rồi mới giật mình vui mừng hô. Dùng yêu đan để luyện chế, chỉ nguyên đan này thật sự có thể chữa trị bệnh tình của gia phụ sao? Thiếu nữ có vẻ quyết tâm dị thường, chỉ bình tĩnh hỏi một tiếng. Ta mặc dù cũng không biết cụ thể cái đan dược này có công hiệu là gì, nhưng nó tuyệt đối là vật cực kỳ trân quý đó, chắc chắn không phải là giả. Sắc mặt trung niên tu sĩ phức tạp, nhưng sau một lúc chần chờ vẫn nói ra một câu. Đa tạ sư thúc cho biết, như vậy Hạnh Nhi yên tâm rồi. Còn muốn làm phiền sư thúc đem đan dược này về, nhân tiện nói cho gia phụ, hãy coi như cuộc đời này chưa từng có loại nữ nhi bất hiếu này. Thiếu nữ thở dài một hơi, sau đó mắt đỏ lên, quay người không nhìn lại phía sau mà chạy thẳng vào trong màn sáng. Trung niên tu sĩ thấy vậy, thần sắc biến đổi mấy lần, há mồm vài lần nhưng rồi lại không thể nói ra, ngược lại bình ngọc trong tay lại được nắm chặt hơn. Lúc này cự viên khôi lỗi cũng theo sau quay trở lại màn sáng, nguyên màn sáng vừa được hé ra nay chậm rãi khép lại. Sư thúc à, thật sự để cho công tôn sư muội trở thành lâu đỉnh cho người khác sao? Thanh niên tráng kiện với vẻ mặt lo âu, rốt cuộc không nhịn được lớn tiếng nói. Hai thiếu nữ còn lại thần sắc cũng không tốt. Các người chẳng lẽ không nhìn ra hay sao? Sư muội của các người đã quyết tâm rồi, căn bản chúng ta không thể ngăn cản được nữa. Huống hồ đan dược của vị tiền bối này thực sự là có khả năng trị hết bệnh cho trưởng môn. Vì nghĩ cho thanh linh môn sau này, ta cũng không có cách nào ngăn trở. Trung niên tu sĩ thần sắc buồn bã thấp giọng nói. Nhưng không để cho sư muội làm lâu đỉnh như vậy được, như vậy không phải là sẽ hủy cuộc đời của sư muội sao? Trên mặt của thanh niên đỏ ửng vẫn không chịu buông tha mà nói. Lý sư điệt nè, ta biết ngươi cùng Hạnh Nhi từ nhỏ lớn lên, thân như là huynh muội, nhưng bây giờ không có cách nào thay đổi nữa rồi. Khóe miệng trung niên tu sĩ giật giật, vẻ mặt mâu thuẫn với lời nói. Sư thúc, công tôn sư muội bị truyền đi rồi. Nữ tử áo lam đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi. Trung niên tu sĩ cùng thanh niên tráng kiện vừa nghe nói như thế cũng vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy phía trong màn sáng chợt lóe lên, thân hình thiếu nữ đang thông dong đó dần dần trở nên mơ hồ không thấy rõ nữa. Một lát sau ánh sáng nhòa đi rồi biến mất, không thấy bóng dáng thiếu nữ đâu, chỉ thấy vài chiếc lá rơi cô đơn lạc lõng. Thanh niên tráng kiện vừa thấy vậy, nhất thời giống như là bong bóng bị thủng, hai tay ôm đầu mà ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩn ra không nói một lời nào. Mà trung niên tu sĩ thì lại không có nói gì, nắm lấy vài thanh niên an ủi một chút. Sau nửa canh giờ, mấy người này mới rời khỏi đảo nhỏ, bay khỏi màn vụ hải này. Thiếu nữ áo vàng bị màn sáng bao vây, sau đó một trận đầu ván mắt hoa rồi bị cấm chế truyền tống đi. Chờ nàng hồi phục lại như bình thường, bản thân đã đứng ở bên cạnh một tiểu sơn cốc xa lạ. Hai sườn đều áp vào núi đá, phía trước còn lại là một cửa đá màu xanh cao chừng mấy trượng. Thiếu nữ nhìn quanh một lần, tâm lý chần chờ một chút, thực sự không biết nên làm như thế nào cho phải thì hào quang chợt lóe, lúc này cự viên khôi lỗi mới xuất hiện phía sau. Cự viên căn bản không để ý tới thiếu nữ mà bước về hướng thạch môn, hai tay mạnh mẽ đẩy ra, tảng đá ở đại môn dễ dàng được mở hướng vào bên trong. Ngươi gọi là công tôn hạnh đúng không? Hãy đi cùng khôi lỗi tiến vào động phủ đi, đợi 2 ngày sau khi ta bế quan xong sẽ ra. Thanh âm nam tử xuất hiện rồi lại thần bí biến mất. Thiếu nữ áo vàng lúc này mới cắn đôi môi đỏ mọng mà tiến vào sau cửa đá. Đi theo cự viên khôi lỗi, quẹo trái rẽ phải trong chốc lát, thiếu nữ đã đi đến một gian thạch thất rộng mấy trượng. Gian thạch thất này có một chiếc giường không biết được làm từ vật liệu gì, một chiếc bàn đá, 2 chiếc ghế đá, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Cự viên dẫn đến đó rồi rời khỏi phòng, để lại thiếu nữ không biết phải làm như thế nào, kinh ngạc đứng đợi tại đó. Thiếu nữ đánh giá hết thảy mọi thứ trong phòng, nhân tiện nhìn về bên ngoài phòng, thạch môn cũng không đóng, dường như có thể tự do ra vào. Nhưng thiếu nữ sau khi suy ngẫm lại thì vẫn chậm rãi ngồi trên mép giường, bắt đầu chống tay vào cằm ngẩn ngơ suy nghĩ. Mặc dù nàng đã sớm chuẩn bị, nhưng sau khi nghĩ đến việc sau này song tu và những lời đồn về cuộc sống lâu đỉnh khiến cho tâm lý của nàng tự nhiên thấy sợ hãi. Huống hồ bây giờ nàng lẻ loi một thân một mình ở nơi xa lạ này càng khiến cho nàng có cảm giác kinh sợ hơn. Sau một canh giờ, thiếu nữ ngừng suy ngẫm miên man, nhìn sang thông đạo phía bên ngoài phòng, nỗi do dự bắt đầu nổi lên. Một lát sau, nàng đứng dậy rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Ra khỏi thạch thất, dọc theo con đường nhỏ, sau khi đi một lúc, nàng thấy một cái đại sảnh giống như thính đường có rất nhiều cửa. Một trong số đó chính là thông đạo mà nàng đã tiến vào. Nhưng làm cho thiếu nữ lưu ý, tại bên cạnh các cửa đều có một cự viên đứng thẳng tắp, chúng không nhúc nhích, giống như vật chết vậy. Nữ nhân nhướng lông mi dài của mình, nhân tiện thử đi tới một cánh cửa đá để thăm dò, nhưng không chờ nàng đi đến gần, cự viên bên cạnh thân hình vô thanh vô tức chợt lóe, mặt không chút thay đổi ngăn trở đường đi. Thiếu nữ có chút sợ hãi lui từng bước về phía sau, còn cự viên lại lạnh lùng mà cũng quay về chỗ cũ. Đôi mắt đen lấy của thiếu nữ chuyển động, lần nữa tiến lên thử dò xét, khôi lỗi cũng lại tiến ngăn cản như trước. Công Tôn Hạnh giờ phút này đã rõ ràng, phía trước không phải là nơi nàng có thể tiến đến, vì vậy nàng mới chuyển sang cánh cửa khác mà đi. Lúc này đây, cự viên bên cạnh không hề nhúc nhích. Điều này khiến trong lòng thiếu nữ được thả lỏng, trực tiếp đi qua cửa. Sau khi đi qua một hoa viên nhỏ, nàng thấy trước một thạch môn đang đóng chặt. Thiếu nữ vài bước đi tới trước cửa, tò mò dùng tay đẩy, thạch môn dễ dàng bị đẩy ra. Hạnh Nhi dùng ánh mắt trong suốt lướt qua trong phòng, bên trong phòng rất sạch sẽ. Một loạt ngọc giản đủ màu sắc được xếp trong thạch đài, bên cạnh còn có một chiếc ghế đá, vài bồn cây cỏ xanh biếc, có vẻ u tĩnh dị thường. Thiếu nữ sờ sờ chiếc miệng nhỏ đáng yêu của mình, không có suy nghĩ nhiều mà đi vào. Sau đó đi tới bãi đá, tùy ý cầm lên một khối ngọc giản màu đỏ, thâm nhập thần thức vào trong đó. Đây là một chương giới thiệu về tri thức trận pháp, thiếu nữ trong lòng cũng không có hứng thú, chỉ là một lát liền rút khỏi thần thức ra khỏi nó rồi đem ngọc giản để lại chỗ cũ. Sau đó lại cầm một chiếc ngọc giản màu trắng, lần nữa dùng thần thức xem xét. Lúc này lại có một điển tịch giới thiệu về đạo luyện khí, thiếu nữ tự nhiên cũng không có ý định nhìn kỹ, tiếp tục thu hồi lại thần thức. Có điều, hai lần đọc ngọc giản mà nội dung cũng không giống với nhau, cho nên thiếu nữ không khỏi tò mò, lại liên tiếp cầm lấy 3-4 cái khác mà nhất nhất xem thử. Ngọc giản phía trước phân biệt giới thiệu yêu thú cùng cách điều chế đan dược nào đó, thiếu nữ bỏ qua rất nhanh. Nhưng khi thần thức chứng kiến nội dung bên trong một cái ngọc giản thì người nàng không khỏi giật nảy. Bên trong đúng là một thứ gọi là công pháp tu luyện Kim Chân Công. Nàng tò mò nên đã xâm nhập xem trong chốc lát, sau đó lập tức bị nội dung bên trong hấp dẫn. Tay cầm ngọc giản xem sau gần nửa canh giờ mới kinh ngạc mà rút thần thức rời khỏi, vẻ mặt run rẩy. Kim Chân Công này đúng là một đỉnh cấp công pháp của cả môn phái, nhưng khẩu quyết công pháp này lại có thể tùy ý vứt trên thạch bàn mà không có bất kỳ cấm chế gì để bảo hộ. Thiếu nữ mặc dù biết giá trị của công pháp này, nhưng sau khi chần chừ trong chốc lát, nàng vẫn lưu luyến để ngọc giản lại chỗ cũ, chỉ là cảm thấy hứng thú nên tiếp tục xem xét. Chừng nửa ngày sau, thiếu nữ đã xem xét hết tất cả ngọc giản trên thạch bàn qua một lượt. Bên trong phần lớn đều là dính dáng đến đan dược, trận pháp, các loại điển tịch tu tiên. Chỉ có số ít còn lại là một ít pháp quyết tu luyện, nhưng không cái nào mà không phải là đỉnh cấp cả. Trong đó có một món gọi là Triền Ngọc Quyết, công pháp này khiến cho nữ nhân không khỏi động tâm. Thành Linh môn phái tại Loạn Tinh Hải chỉ là một môn phái rất nhỏ, chỉ chủ yếu tu luyện công pháp trung cấp mà thôi. Thanh Linh Công cũng là một loại công pháp dạng hơi khá một chút mà thôi, uy lực căn bản không thể so sánh nổi với Triền Ngọc Quyết này. Thiếu nữ xem xét hết ngọc giản này, lại ngẩn người trong phòng một lát, sau đó mới nhớ tới còn có nơi khác chưa xem qua. Vì vậy sau khi tính toán một chút, nàng mới rời khỏi nhà đá, một lần nữa trở lại đại sảnh. Ba cửa vòm khác cũng đều có cự viên thủ vệ bên ngoài, nhưng vẫn có một lối có thể cho nàng đi vào. Kết quả thiếu nữ đã đi vào cửa này, đi tới trước một gian đại sảnh bằng đá. Lần này thiếu nữ vừa tiến vào cửa đại sảnh liền lập tức kinh ngạc đến ngay người, thân thể đứng tại chỗ hồi lâu mới di chuyển một chút. Tại trước mặt nàng chính là một đại sảnh chừng 20 trượng, giữa sảnh đường là một pháp trận có đường kính chừng 10 trượng, từ trong pháp trận phun ra một tầng hào quang màu hồng trong suốt, liên tục biến ảo có vẻ cực kỳ lộng lẫy. Ở trong màn hào quang này có mười mấy đồ vật khác nhau, có tiểu kiếm, giáo ngắn, đồ vật ở bên trong không ngừng lập lòe, hơn nữa thậm chí còn nghe rõ âm thanh vi vút xé gió, chạm vào nhau như truy đuổi, mỗi cái đều cực kỳ thông linh. Ở ngoài màn hào quang, vách tường bốn phía có đặt mấy cái tầng giá gỗ, mỗi một tầng cũng đặt rất nhiều pháp khí hình dáng không giống nhau. Cho dù những pháp khí này không có linh tính 10 phần như pháp khí trong màn hào quang, nhưng mỗi cái đều lập lòe sáng, linh khí hiện ra trên bề mặt. Thiếu nữ trước kia chưa từng gặp qua, nhưng cũng biết trong màn hào quang những đồ vật có linh tính như thế cũng chỉ có pháp bảo trong truyền thuyết mà thôi. Đáng thương cho thiếu nữ, mặc dù đã thích pháp bảo lâu lắm rồi, nhưng trước mắt một lúc lại xuất hiện nhiều như thế, ngược lại làm cho nàng thực sự có chút khó tin. Một đôi mắt to đen tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một hồi lâu sau, thiếu nữ mới hồi phục lại trạng thái bình thường, dùng ánh mắt cổ quái nhìn vào bên trong một màn hào quang vài lần, chần chờ đi đến một giá gỗ. Tùy ý từ trên giá gỗ cầm lấy một pháp khí thiết thước màu đen thoáng xem xét vài lần, liền phát hiện vật được đặt một cách rất tùy tiện như vậy mà cũng đã là một kiện thượng phẩm pháp khí. Nhưng có lẽ lúc trước đã kinh hãi quá nhiều rồi, nên lúc này thiếu nữ cũng không lộ ra vẻ mặt rất kinh ngạc nữa. Tiếp theo nàng nhất nhất xem qua một lần, trên giá gỗ ngoại trừ thượng phẩm pháp khí ra thì cũng đều là đỉnh cấp pháp khí, căn bản không có các loại pháp khí cấp thấp tồn tại. Nếu trước đây thiếu nữ chỉ cần lấy được một trong số các kiện pháp khí ở đây thì nhảy nhót vui mừng không thôi, nhưng hôm nay nhìn trong phòng chứa nhiều pháp bảo cùng gần trăm pháp khí, thiếu nữ lại nhớ tới chính mình thân là Lưu Đỉnh, thân sắc không khỏi buồn bã rời khỏi phòng. Hai ngày sau, thiếu nữ ở trong thạch thất chứa ngọc giản, ngồi ở trên ghế đá, tay cầm một khối ngọc giản, đang dùng thần thức nghiên cứu, vẻ mặt rất chăm chú, dường như hoàn toàn bị thứ bên trong ngọc giản hấp dẫn. Triền Ngọc Quyết này đích xác thích hợp cho nữ tử tu luyện, mặc dù ta lấy được từ trên người một gã nam tử. Một thanh âm nam tử ôn hòa đột nhiên từ cửa truyền đến. Thiếu nữ nghe vậy thân thể chợt rung nhẹ, tiếp theo thu thần thức lại, nhanh chóng đứng dậy rồi nhìn về phía sau. Chỉ thấy một vị thanh niên mặc lam bào, tướng mạo bình thường đang đứng ở ngoài cửa cười cười nhìn vào. Người là tiền bối nọ. Công Tôn Hạnh do dự đứng lên. Mặc dù thanh âm có chút tương tự, nhưng thanh niên trước mặt với thần sắc rất bình thản, tuổi thật sự còn rất trẻ, so với trong tưởng tượng của nàng thật sự chẳng giống chút nào. Với kinh nghiệm khiếp sợ lúc trước, thiếu nữ tự nhiên tưởng tượng vị này là tiền bối, một vị lão giả với bộ dáng thần thông quảng đại, đạo pháp thông huyền. Thậm chí nàng còn có chút bất an, sợ vị này hỉ nộ vô thường, tính tình quái dị. Thì sao, ta không giống sao chứ? Vị thanh niên nam tử này tự nhiên là Hàn Lập, tiện thể vừa xuất quan đi vào thạch thất. Tiền bối, công pháp này ta... Không biết vì sao, thiếu nữ vừa nghe Hàn Lập thực sự là vị cao nhân phát ra thanh âm kia, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhưng lại lắp bắp muốn nghĩ cách giải thích chuyện trước mắt này. Không việc gì, ta không cấm ngươi tiến vào nơi này, là ta nhân tiện cho phép ngươi tùy tiện chọn lựa công pháp đó. Hàn Lập ôn hòa nói. Vậy thì xin đa tạ tiền bối. Thiếu nữ vừa nghe lời này không che giấu cao hứng trong lòng, lộ ra vẻ vui mừng hớn hở. Nhìn thấy bộ dáng vui mừng nhảy nhót của thiếu nữ, trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia lơ đãng mà dịu dàng. Ta cũng lâu rồi không ra ngoài, không biết là Công Tôn cô nương có biết ở vùng hải vực này có nơi nào có thể mua bán trao đổi vật phẩm được không vậy? Hàn Lập mỉm cười, sau đó tùy ý hỏi thăm. Nói về mua bán đồ vật thì cách nửa tháng lộ trình về hướng nam có một tiểu hoang đảo, ở nơi này có một phường thị, tu sĩ phụ cận đều tới đó trao đổi đồ vật. Nghe nói là do mấy vị kết đan kỳ tiền bối liên thủ thành lập, coi như cũng được an toàn. Tiền bối có muốn bản đồ hải vực hay không? Thiếu nữ nhớ tới cái gì đó, thu nụ cười lại, lén nhìn Hàn Lập một cái, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói. Ta thật sự là muốn đến đó, có hai đồ tự nhiên là rất tốt rồi. Hàn Lập không khách khí, thoải mái nói. Thiếu nữ vừa nghe lời này, tay chân một trận luống cuốn, rốt cuộc lấy từ túi trữ vật ra một khối ngọc giản, trên mặt ẩn đỏ mà đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập cười khẽ, đồng thời tiếp nhận ngọc giản, nhìn vẻ mặt non nớt đang đỏ hồng của thiếu nữ, trên nét mặt hắn cũng hiện lên vẻ khác thường. Bỗng nhiên vươn bàn tay một cái, vuốt lên mái tóc mềm mại của thiếu nữ. Thân thể Công Tôn Hạnh khẽ rung lên, tâm lý có chút sợ hãi nhưng cũng không có trốn tránh, chỉ là theo bản năng mà rụt chiếc cổ trắng nõn lại một chút. Lúc này bên tai lại truyền đến thanh âm ôn nhu của Hàn Lập. Không cần sợ hãi, buổi tối đến phòng ngủ của ta, đừng quên. Hàn Lập nói xong không tiếp tục chần chờ mà rời khỏi thạch thất. Mà Công Tôn Hạnh vừa nghe ngôn ngữ ám muội này thì trống ngực đập không thôi, trên mặt ửng đỏ lộ ra bộ dáng đáng yêu vô cùng. Đến buổi tối, thiếu nữ tâm tình phức tạp đi tới bên ngoài phòng của Hàn Lập, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng rồi đẩy cửa đá vào. Nhưng tình cảnh bên trong lại khiến cho nàng cảm thấy ngoài ý nghĩ. Bên trong trống trơn, không hề có một bóng người, chỉ có trên bàn đá đặt một chiếc khăn lụa. Công Tôn Hạnh chần chừ một chút, nghi hoặc đi về phía trước, cúi đầu nhìn kỹ. Lòng hiếu của ngươi rất đáng quý, động phủ này ta tặng cho ngươi, không nên dễ dàng trêu chọc người khác để tránh mang tới họa sát thân, ngươi tự thu xếp đi. Chỉ những từ ngắn ngủn không đầu không đuôi nhưng lại làm cho thiếu nữ hoàn toàn giật mình, trong lòng lưu lại một trận mờ mịt cùng cảm giác nói không nên lời. Lúc này Hàn Lập sớm đã rời xa khỏi hòn đảo nhỏ ngàn dặm, đang hóa thành một đạo cầu vòng phi độn trên trời cao. Nghĩ đến thì nhà đầu hẳn này đang rất mờ mịt, cho dù người nào đó vô duyên vô cớ gặp phải tình huống như vậy cũng phải ngạc nhiên hồi lâu. Trong độn quang, Hàn Lập với vẻ mặt cười thoải mái thầm nghĩ. Khi hắn rời khỏi vụ hải thì trong động phủ ngoài lưu lại ngọc giản triền ngọc quyết cùng với số lượng lớn pháp khí không cần thiết ra, hắn còn cố ý lưu lại vài bình đan dược cùng hai kiện pháp bảo trước kia đoạt được cho thiếu nữ. Mấy thứ này sẽ khiến cho thiếu nữ trên con đường tu hành sau này giảm được không ít đường vòng. Có thể làm cho một kẻ như Hàn Lập lại hào phóng như vậy thực sự không phải do hắn đột nhiên thương hoa tiếc ngọc, mà là thiếu nữ hạnh như này có thể xả thân cứu cha, đó thật sự đã khiến cho Hàn Lập có vài phần kính trọng. Nếu thật sự nó Hàn Lập bước trên con đường tu tiên, tiếc cái gì nhất thì đó chắc chắn là chuyện không thể phụng dưỡng cha mẹ. Mặc dù trước kia khi rời khỏi quê quán, hắn đã âm thầm an bài hết thảy mọi chuyện trong nhà, nhưng lúc này cũng không thể bỏ được sự mất mát cực lớn trong lòng của hắn. Hơn nữa, thấy thân ảnh non nớt của thiếu nữ càng làm cho Hàn Lập phảng phất nhìn lại được bóng dáng tiểu muội trước khi xuất giá. Hắn lúc đó mới cố ý lấy lưu đỉnh nói đùa lưu lại thiếu nữ này, muốn dành cho nàng ta một ít chỗ tốt. Đương nhiên, pháp khí cùng pháp bảo lưu lại cho nữ nhân này thì cũng chỉ là những thứ chẳng có chút hữu dụng nào đối với bản thân của Hàn Lập. Nếu mang trên người thì thực sự chỉ là vô dụng, tốt hơn hết là nhân cơ hội này mà tặng cho thiếu nữ này, trợ giúp cho nàng ta có thể tu luyện xa hơn trên con đường tu hành một chút mà thôi. Nữ nhân này về linh căn thực sự cũng tính là rất tốt. Về phần động phủ ở trên hòn đảo này, Hàn Lập cũng chẳng phải vì mấy người này đến mà đã quyết định sớm từ trước rồi, đợi khi bế quan xong hắn cũng sẽ lập tức rời khỏi. Nếu không, Hàn Lập cũng sẽ không cho đám trung niên tu sĩ dễ dàng rời đi như vậy. Sau khi Hàn Lập tiến vào kết đan trung kỳ, hắn còn tiếp tục ở bên trong mật thất bế quan hơn 20 năm mới xuất quan. Trong lúc đó, hắn cũng ăn hết tất cả dược vật, vẫn giữ lại một bộ phận nhỏ ở trong túi trữ vật. Đây cũng không phải là hắn không chịu nổi tĩnh mịch, không chờ đan dược toàn bộ luyện hóa mà đã nóng lòng muốn rời đi, mà là tại lúc tu luyện đến gần kết đan hậu kỳ, rốt cuộc gặp phải bình cảnh trong tu hành. Không đột phá được bình cảnh này thì cho dù tiếp tục dùng nhiều linh đan thì tu vi cũng khó có thể tiến thêm. Mà phương pháp đột phá chướng ngại thì phải xem cơ duyên tạo hóa cùng đặc điểm công pháp mới được, trên cơ bản không có quy luật nào. Bất quá các tu sĩ trước đây gặp phải giai đoạn này, có khi đang đã tọa luyện khí thì tự đột phá, có khi đang du lãm sơn thủy cũng có cảm giác đột phá, còn có trường hợp đang tranh đấu sanh tử là đột phá ngoài ý muốn. Thế nên Hàn Lập tự nhiên không muốn tốn nhiều thời gian vào việc bế quan, chuẩn bị đi ra tìm bạn yêu thảo trong lời đồn đại kia, cũng xem liệu trong lúc xuất ngoại có cơ duyên xảo hợp để đột phá bình cảnh hay không. Bởi vì không biết phải cần thời gian bao lâu mới có thể có được thu hoạch, cho nên Hàn Lập tự nhiên không dám để Cửu Khúc Linh Sâm ở lại trong động phủ thời gian dài. Bởi vậy nên hắn cũng định bỏ hòn đảo nhỏ trong vụ hải này. Về phần Cửu Khúc Linh Sâm, cách mỗi đoạn thời gian phải dùng thổ thạch khí điều dưỡng. Cái này kỳ thực lúc trước tu vi của Hàn Lập chưa tiến vào kết đan trung kỳ thì có chút phiền phức, nhưng bây giờ sau khi tiến vào kết đan trung kỳ thì đây chẳng còn là thứ khiến hắn buồn phiền nữa. Hàn Lập đã có năng lực lấy tinh khí từ trong thổ thạch rồi rót vào bên trong bản thể của Linh Sâm, cam đoan nó vẫn bình yên vô sự. Phương hướng phi hành lúc này của Hàn Lập đúng là hướng phường thị mà cô gái đã nói, cũng chỉ có tại nơi tu sĩ thường xuyên lui tới như thế mới khiến cho Hàn Lập có cơ hội biết được tin tức của yêu thú cấp 8. Đến lúc đó sẽ nghĩ biện pháp nào để tìm được bạn yêu thảo. Về phần từ trong phường thị có thể trực tiếp mua được linh thảo đang cần, căn bản Hàn Lập chưa từng nghĩ tới là sẽ có chuyện tốt chờ đợi sẵn như vậy. Hàn Lập độn quang với tốc độ cực nhanh. Mặc dù cô gái đã nói đến phường thị trên hòn đảo nhỏ đã phải mất lộ trình nửa tháng, nhưng dưới toàn lực di chuyển của hắn thì chắc cũng chỉ mất có mấy ngày mà thôi. 2 ngày sau, khi Hàn Lập đang toàn lực phi hành trên biển, xa xa đột nhiên phóng ra một đạo hồng quang, phía sau còn có mấy đoàn khí xám trắng điên cuồng đuổi theo. Hàn Lập thấy tình hình này, hai hàng lông mày vẫn lơ đãng nhíu lại. Theo sau, tâm niệm vừa động, trong miệng một đợt chú ngữ trầm thấp không nghe rõ xé gió truyền ra. Tiếp theo trên người truyền đến những tiếng nổ nhỏ, thanh âm dồn dập mà dày đặc, đồng thời một đoàn thanh quang di động trên khuôn mặt. Một lát sau, thân hình của Hàn Lập bỗng nhiên rút đi khoảng một thốn. Khi thanh quang tản ra, hé lộ một khuôn mặt màu vàng lạ lẫm. Đây đúng là một trong các bí thuật của Huyền Âm Kinh mà Hàn Lập tận lực tu luyện khi đang bế quan, Hoán Hình Quyết. Bí thuật này chẳng những có thể tùy ý kéo dài rút ngắn các bộ phận của cơ thể, hơn nữa còn có thể khống chế nới lỏng cơ thể, trong nháy mắt thay da đổi thịt, tuyệt đối là đỉnh cao của thuật thay đổi hình dạng. Theo Hàn Lập phỏng chừng, cái loại công pháp này tuyệt đối không dưới vài loại thuật dịch dung khác, thế nhưng kể cả đối mặt với thần thức của tu sĩ thì cũng không dễ dàng nhìn thấu, cho nên nó mới được xếp vào trong Huyền Âm Kinh. Mà thuật này có khuyết điểm duy nhất chính là một khi thi triển thì sau đó toàn bộ thân pháp lực nhiều lắm cũng chỉ dùng được 7 thành. Một khi sử dụng vượt quá 7 thành pháp lực thì cùng người tranh đấu lúc đó hiệu quả của Hoán Hình Quyết sẽ biến mất, làm cho người đó khôi phục hình dáng ban đầu. Có điều Hàn Lập cũng không thèm để ý điểm này. Một khi hắn đã quyết định giấu giếm thân phận thì hơn phân nửa đã không muốn triển lộ thực lực chân chính, hạn chế tu vi đối với hắn thực sự cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ngay lúc Hàn Lập mới vừa sửa đổi lại khuôn mặt xong, đạo hồng quang nọ cũng phát hiện chỗ của Hàn Lập, giống như bắt được vật cứu mạng, phóng thẳng như điên về phía bên này. Thấy tình cảnh này, Hàn Lập dứt khoát dừng độn quang lại, khẽ thở dài đứng tại chỗ. Không phải vì phiền toái tìm tới cửa khiến hắn thở dài, mà là Hàn Lập cảm giác được cái người đang chạy trối chết kia, mặc kệ vì qua đường này liệu có năng lực cứu hắn hay không, mà ý niệm kiểu như là trước hết cứ tới kéo hắn cùng xuống nước cái đã, cũng không hề có chút do dự, bay thẳng đến bên này mà đến. Xem bộ dáng tâm tính thực sự không có gì đặc biệt. Về phần vài đoàn khí xám trắng phía sau, rõ ràng là vài con yêu thú cấp 3, cấp 4. Điều này làm cho hắn nhớ lại tấm lòng của thiếu nữ Công Tôn Hạnh mà cảm động tới mình, đột nhiên lại vừa cảm giác được lòng người thật đúng là cực kỳ phức tạp, thực sự không thể vơ đũa cả nắm được. Vị đạo hữu này xin cứu mạng, tại hạ Hoàng Minh Lễ chắc chắn sẽ tạ ơn đạo hữu. Bên trong độn quang màu đỏ, một vị lão giả khô gầy, mặt dơi mắt chuột, không ngờ bay đến trước mặt của Hàn Lập, vẻ mặt khủng hoảng lớn tiếng cầu cứu. Hắn cũng cơ trí, mặc dù còn chưa thấy rõ tu vi của Hàn Lập, nhưng thấy đối phương bộ dáng trầm ổn như núi Thái Sơn kia, nhất thời biết mạng nhỏ có thể cứu được rồi. Hàn Lập thần sắc như thường, mắt thấy lão giả bay đến trước mặt, lười biếng khoát tay, 5 đạo kiếm quang màu xanh chợt rời tay, lập tức ngăn 5 yêu thú phía sau lại, quấn đấu cùng một chỗ. Lão giả thấy vậy lúc này mới mừng rỡ thở phào một hơi, cũng thả ra một đạo pháp khí vòng lửa đồng loạt công kích 5 yêu thú kia. Hàn Lập nghiêng mắt nhìn lão giả một chút, vì này tu vi đã gần đến cảnh giới kết đan kỳ giả đan, chẳng trách dưới công kích của nhiều yêu thú cấp 3-4 như vậy mà có thể giữ được tính mạng. Sau đó Hàn Lập quay đầu lại chỉ huy vài đạo kiếm khí chậm rãi vây khốn mấy con yêu thú, hắn cũng không vội vàng hạ sát thủ khiến bại lộ tu vi. Có điều ngay cả như vậy cũng làm cho tiểu lão đầu ở một bên tinh thần đại chấn hẳn lên, điều khiển kiện pháp khí hỏa thuộc tính hung hăng đánh tới, giống như đánh chó dưới nước vậy. Tiếp tục trong chốc lát, Hàn Lập cảm giác được thời gian đã đủ rồi mới huy động thanh nguyên kiếm quang từng cái chém giết mấy con yêu thú này. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, tiền bối hình như muốn đi tới Nam Lê Đảo Phường Thị ở phía trước sau. Lão giả lúc này cũng không cần xem xét tu vi của Hàn Lập, cũng biết đối phương khẳng định là tu sĩ kết đan kỳ, bởi vậy cực kỳ cung kính tiến lên thi lễ, cười nói bồi tiếp hắn. Không sai, tôi muốn đi Phường Thị trao đổi vài thứ. Hàn Lập bất động thanh sắc gật đầu. Vậy tiền bối không cần phải đi nữa đâu, đi cũng là một chuyến tại không mà thôi. Đôi mắt nhỏ của Hoàng Minh Lễ chớp vài cái, đột nhiên cười khổ mà nói. Chuyện gì đã xảy ra hả? Hàn Lập thần sắc vừa động, có chút ngoài ý muốn hỏi lại. Mấy ngày trước ở Phường Thị Nam Lê Đảo bị một ít yêu thú cấp thấp trong lúc vô ý phát hiện ra, mặc dù ngay tại chỗ là chém giết đại bộ phận yêu thú đó rồi, nhưng ngày hôm sau một số yêu thú thoát đi đã đưa tới rất nhiều yêu thú cấp 4, cấp 5. Các tu sĩ trong Phường Thị tổn thương không ít, bất đắc dĩ chia nhau phá vòng dây. Tại hạ chính là một thành viên trong số đó đó, chỉ có điều không nghĩ tới tại nửa đường lại bất ngờ gặp phải đội yêu thú này đánh tới. Trước mặt vị kết đan tu sĩ Hàn Lập, Tiểu Lão Nhi cẩn thận giảng giải. Vậy theo như lời ngươi nói thì thật sự tại hạ đi là một chuyến vô ích sao? Hàn Lập nhướng mày, thần sắc âm trầm. Cái này tiền bối nếu là thật sự muốn mua bán vật gì á, vậy Tiểu Lão Nhi thật ra có thể giới thiệu một chỗ khác. Ở đó là đồ vật tuyệt đối đều là trân phẩm, chỉ có thể là tu sĩ đã ngoài trúc cơ kỳ mới có thể đi vào thôi. Có điều Phường Thị này cần phải có người quen dẫn tới mới có thể tiến vào. Hơn nữa địa điểm của Phường Thị này thường xuyên thay đổi, Tiểu Lão Nhị bất tài nhưng cũng có tư cách dẫn người tới. Tiền bối nếu muốn đi với giảng bối thật sự có thể dẫn đường, coi như là báo đáp đại ân cứu mạng của tiền bối. Hoàng Minh Lễ con người lưu chuyển, nhất thời miệng lộ ra hàm răng vàng, vẻ mặt thần bí nói. Có địa phương như vậy, chẳng lẽ theo như lời ngươi nói thì đó là bí thị hay sao? Hàn Lập ngẩn ra một lúc, dường như đang nghĩ tới cái gì đó. Thiện bối chê cười rồi, bây giờ Phường Thị nào có cái gì là phân chia bí thị đâu chứ, không ngừng phải căng thẳng chiến đấu, sau khi bị yêu thú phát hiện kết quả cũng đều chỉ có một mà thôi. Tiểu Lão Nhi lộ ra vài phần xấu hổ, vội vàng giải thích. Thì ra là vậy. Hàn Lập nghe lời này không khỏi buồn cười. Người nói địa phương đó cách nơi đây có xa lắm không? Hàn Lập sau đó hỏi. Từ nơi này xuất phát chúng ta chỉ cần khoảng nửa tháng là tới rồi, đến lúc đó không sai biệt lắm cũng vừa khai thị. Hoàng Minh Lễ dường như thật sự phi thường quen biết với bí thị này, không cần nghĩ ngợi trả lời ngay. Tốt lắm, ta sẽ theo ngươi xem một chút vậy. Hàn Lập tính toán một chút, cũng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Rất tốt, tiền bối xin đợi trong chốc lát nha. Hoàng Minh Lễ sau khi lộ ra vẻ hưng phấn, cũng không có lập tức dẫn đường, ngược lại nháy mắt vài cái, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Hắn lấy dũng khí cáo lỗi một tiếng, đột nhiên phóng thẳng xuống phía dưới, đến mặt biển nơi có các thi thể yêu thú. Hàn Lập chứng kiến một màn như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo rõ ràng thấy tâm tư của đối phương mà cười nhạt. Trong chốc lát, Tiểu Lão Nhị cực kỳ thuần thục phân biệt thu các bộ phận của yêu thú vào túi trữ vật của mình, sau đó mới hết sức phấn khởi bay trở lại không trung. Khiến tiền bối chê cười rồi, cái đám yêu thú này đương nhiên không được tiền bối đặt ở trong mắt, nhưng với giảng bối mà nói đây thật sự là thu hoạch rất lớn đó. Hoàng Minh Lễ có chút ngượng ngùng nói, dù sao mới vừa rồi cái năm yêu thú này đều là do Hàn Lập chém giết. Không có gì, cái đám yêu thú này ta cũng chẳng quan tâm đâu, nhìn lên đường thôi. Hàn Lập nhẹ nhàng lắc đầu, thân sắc không thay đổi, thúc giục một tiếng. Tiểu lão nghe Hàn Lập nói như thế thì ngượng ngùng cười, vội vàng đáp ứng, điều chỉnh phương hướng một chút, sau đó nhắm hướng đông mà bay đi. Hàn Lập không nhanh không chậm theo sau, bộ dáng cực kỳ ung dung. Gương mặt tiền bối hơi lạ, không biết tiền bối gọi là gì ha? Trước kia ngài có tiệm tu ở nơi nào không? Có lẽ giảng bối đã từng nghe thấy đại danh của tiền bối trước đây rồi không chừng á. Hoàng Minh Lễ quay lại nhìn lén Hàn Lập cẩn thận hỏi. Ta họ Lệ, trước kia bế quan tu luyện tại Động Phủ, vừa mới xuất quan sau khi kết đan thành công. Hoàng đạo hữu mà chưa thấy qua ta thì cũng là chuyện bình thường. Hàn Lập tất nhiên sẽ không nói thật, thuận miệng đáp bừa. Lời này của Hàn Lập không chút sơ hở, tuy Hoàng Minh Lễ có nghi ngờ nhưng ngoài miệng vẫn liên tục chúc mừng không ngừng. Sau đó hắn cũng chú thực là chưa hề nghe qua cái tên Hàn Lập, đồng thời cũng cung cấp cho Hàn Lập một số tin tức mới nhất về trận chiến giữa tu tiên giả và yêu thú. Xem bộ dáng than ngắn thở dài của hắn thì có lẽ hắn cho rằng tiền đồ của nhân loại ở nơi đây thật sự là không tốt cho lắm. Nghe hắn nói không ngừng, mặc dù Hàn Lập không nói bao nhiêu nhưng tình hình hiện tại cũng có chút nhận thức rõ ràng. Trong vòng nửa tháng không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, Hàn Lập cùng Tiểu Lão thuận lợi đến trước một hòn đảo nhỏ có vẻ vô cùng bình thường. Đảo chỉ lớn khoảng hơn 100 dặm, linh khí ít một cách đáng thương. Ngoại trừ một ít cây cối thì phần còn lại đều là nham thạch xám xám. Loại đảo này bên ngoài hải vực cũng có rất nhiều. Xem ra lựa chọn nơi này để ẩn giấu địa điểm bí thị thực sự là quá tốt. Cho dù như thế, nhưng khi cách đảo nửa ngày lộ trình thì hai người Hàn Lập đã bắt đầu sử dụng ẩn nặc thuật thu liễm tu vi chân thật của mình. Đây cũng là yêu cầu của vị chủ nhân bí thị kia. Hàn Lập khi đó nghe Hoàng Minh Lễ khẩn cầu cũng không có nói gì mà lẳng lặng làm theo, khiến cho lão giả vô cùng cảm động. Dù sao thì tu sĩ kết đan kỳ cũng vô cùng kiêu ngạo, rất khó nói chuyện. Giờ phút này Hoàng Minh Lễ bay một vòng bên trên đảo, đáp xuống một khu loạn thạch. Hàn Lập ở bên cạnh thấy vậy, trên mặt lóe lên một tia dị sắc. Nếu nhìn không lầm thì nơi này hoàn toàn không có tồn tại cấm chế. Chẳng lẽ là... Ngay lúc nghi vấn trong lòng Hàn Lập vừa xuất hiện thì Hoàng Minh Lễ đã đứng trước một tảng đá lớn, nhẹ nhàng gõ lên trên đó ba cái một cách rất thành thục. Một lát sau, tảng đá mở ra một cái động khẩu đen ngòm. Hoàng Minh Lễ lập tức tiến lên, thấp giọng nói vài câu gì đó rồi mới quay đầu lại, hướng lên không trung lớn tiếng gọi Hàn Lập. Lễ tiền bối, chính là ở trong này nè, chúng ta vào thôi. Hàn Lập lạnh lùng gật đầu, từ trên cao đáp xuống. Bên trong động đá có một cầu thang tà tà hướng xuống. Đứng bên cạnh có một lão giả áo xám râu tóc bạc phơ, có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Hoan nghênh tiền bối đến với phường thị của chúng tôi, hy vọng tiền bối có thể tìm được thứ mình cần ở đây. Lão giả vừa thấy Hàn Lập tiến đến liền cười nói, không hề kiêu ngạo cũng không có nét xu nịnh. Hy vọng là vậy. Hàn Lập nhàn nhạt nói, cất bước đi xuống. Hiện tại Hàn Lập đã hiểu được nếu chỗ này là linh khí dị thường thì rất có thể sẽ kéo theo yêu thú tới, nên không hề bố trí cấm chế, thay vào đó lại tiến hành xây dựng một căn cứ bên dưới. Đi theo cầu thang một đoạn ngắn, trước mặt Hàn Lập bỗng sáng ngời. Đó là một thế giới vô cùng to lớn, động khẩu cao chừng 5-6 trượng. Toàn bộ đều dùng thạch hóa thuật hỗ trợ tạo nên. Lại còn dùng một cái cột đá màu xanh xanh chống đỡ. Ở giữa có những thạch ốc nhỏ bày bán hàng hóa rất đa dạng. Hiện tại nơi này đang có hơn trăm tu sĩ đang tiến hành giao dịch. Lễ tiền bối nè, tầng này chính là nơi giao dịch các loại hàng hóa bình thường thôi. Nếu cần mua được dược liệu trân quý thì phải xuống tầng dưới. Hoàng Minh Lễ chỉ về phía một cái cầu thang bên cạnh một cái cột đá màu xanh, giảng giải. Nếu như ta cần biết tin tức về sào huyệt của một số yêu thú cấp cao thì nên tìm ở chỗ nào? Hàn Lâm liếc cái hang đá một chút, không có vội vã đi ngay mà hỏi ngược lại. Hoàng Minh Lễ vừa nghe thấy thế thì rùng mình, trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, rất quen thuộc nói. Cái này còn phụ thuộc vào cấp bậc của yêu thú nữa. Nếu là cấp 5 hay cấp 6 yêu thú thì trực tiếp xuống phía dưới tìm Thính Phong Các. Bọn họ có thông tin về một số dị bảo cùng với cao gia yêu thú để chư vị đạo hữu có bổn sự mà đi tìm. Nếu là yêu thú cấp cao hơn thì bọn họ không có đâu, chỉ có thể chờ đợi tình báo của các bậc tiền bối kết đăng kỳ khác mà thôi. Dù sao thì yêu thú cấp bậc như vậy ở nơi nào cũng đều không dễ dàng mà biết được đâu. Tiền bối nên tham gia vào cái giao quán hội của tu sĩ kết đăng kỳ, nó không chừng có thể có chút thu hoạch đó nha. Giao hoán hội. Hàn Lập thần sắc khẽ động, cảm thấy có chút hứng thú. Dạ đúng rồi, bình thường chỉ có tu sĩ kết đăng kỳ mới có nguyên liệu cùng với bảo vật mà tu sĩ kết đăng kỳ khác cần thôi. Cho nên mỗi lần phường thị triển khai thì hội chủ thường mời rất nhiều tiền bối tới. Đây chỉ là một cuộc trao đổi với quy mô nhỏ thôi, để mọi người có thể có những thứ mình cần. Nhiều lúc có chủ nhân mang đồ vật đến tham dự nữa. Hoàng Minh Lễ cẩn thận giải thích. Giao hoán hội này thì khi nào mới bắt đầu? Hàn Lập bất động thanh sắc chậm rãi hỏi. Có lẽ lễ tiền bối còn phải đợi mấy ngày nữa lận, trên cơ bản sẽ bắt đầu vào giai đoạn trung kỳ của phường thị, khi đó tự nhiên sẽ có người đến mời tiền bối thôi. Lão giả vội vàng bổ sung. Hàn Lập nghe đến đó liền nhíu mày, lộ ra vẻ trầm ngâm tựa như đang suy nghĩ gì đó. Nhưng chỉ trong phút chốc, hắn nhìn sang Hoàng Minh Lễ nói. Hoàng đạo hữu nè, tiếp theo tôi muốn một mình đi tham quan nơi này, cho nên chúng ta chia tay ở đây, không cần đạo hữu phải đi theo nữa. Hàn Lập thật không muốn trong khi tìm Thiên Diệp Lộ thì lại có người kè kè bên mình mọi lúc mọi nơi, vì vậy cũng không hề khách khí đề nghị. Lão giả nghe vậy cũng không hề lộ ra vẻ ngoài ý muốn mà còn nở nụ cười. Tiền bối nói rất hợp tâm lý của giảng bối đó, giảng bối cũng muốn đi mua một chút nguyên liệu, vậy xin cáo từ tiền bối nha, nếu cần hỗ trợ gì cứ gọi giảng bối một tiếng là được rồi. Nói xong, hắn cung kính hướng Hàn Lập mà hành lễ, sau đó chạy đến một dược điếm không xa, xem ra là định xử lý thi thể của yêu thú. Đối phương là kẻ thông minh khiến cho Hàn Lập vô cùng hài lòng. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó hướng đến một cái dược điếm bước tới. Cửa hàng này xem ra cũng có bán rất nhiều loại nguyên liệu. Hiện giờ Hàn Lập đang ở trong một cái gian tĩnh thất, nhắm mắt dưỡng thần nhưng trong lòng có vài phần buồn bực. Ngày đầu tiên vừa đến phường thị, hắn đã đảo qua một lần cả hai tầng. Quả nhiên có bạn yêu thảo, nhưng loại sinh trưởng cạnh yêu thú cấp 8 căn bản chẳng có ai xuất ra được. Còn về phần Tính Phong Các cũng không có chút tin tức gì của yêu thú trên cấp 7. Do đó hắn cũng chỉ có một cách đợi giao hoán hội kia thôi, hy vọng mấy vị tu sĩ kết đan kỳ khác sẽ có tin tức. Hai ngày còn thừa hắn quyết định thuê một gian tĩnh thất tiềm tu, xem có thể đột phá bình cảnh được hay không. Kết quả tất nhiên là hoàn toàn không có gì tiến triển. Tiếng gõ cửa từ ngoài tỉnh thất vang lên. Chuyện gì? Tuy đã đoán trước nhưng Hàn Lập vẫn lạnh lùng hỏi. Lệ tiền bối, giảng bối phụng mệnh đến mời tiền bối tham gia giao hoán hội, không biết tiền bối có hứng thú hay không? Âm thanh ngọt ngào của một cô gái cung kính cất lên. Biết rồi, tất nhiên là tham gia. Hàn Lập đứng dậy đi ra, bên ngoài có một cô gái áo trắng đang im lặng cúi đầu. Vừa thấy Hàn Lập bước ra, cô gái ngẩng đầu lên, một gương mặt xinh đẹp động lòng người xuất hiện. Nhưng Hàn Lập vừa thấy khuôn mặt của cô gái thì trong lòng không khỏi chấn động. Ánh mắt của hắn hiện lên vài phần kinh ngạc. Sao nàng ta lại ở đây? Hàn Lập thầm nghĩ. Tiền bối có gì không phải sao? Bị Hàn Lập nhìn chòng chọc, gương mặt xinh đẹp kia bỗng đỏ ửng, cúi thấp đầu xuống hỏi nhỏ với vẻ bất an. Không có gì, dẫn đường đi. Hàn Lập rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường, mở miệng nhàn nhạt nói. Cô gái tôi cảm thấy đôi chút lo lắng nhưng cũng thuận theo hắn, nhẹ nhàng xoay người đi ra. Nhìn thân hình cao ráo đầy đặn trước mặt, lông mày Hàn Lập khẽ nhíu lại, vẻ nghi ngờ ngày càng rõ nét. Xuyên qua hai tầng, cô gái phía trước dẫn Hàn Lập tới phía trước một bức tường đá màu xanh ở nơi hẻo lánh. Nữ tử nhẹ nhàng ấn một cái vào tường đá. Sau khi bạch quang quang đãng, bỗng xuất hiện một cái cửa đá có rất nhiều phù văn bao quanh.